Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Washington DC. Bây giờ là 7 giờ 30 giờ Washington DC, tức là 4 giờ 30 giờ California. Hôm nay là ngày thứ năm 17 Tây tháng 12 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một buổi chiều thì chúng ta vẫn đề tài liên quan tới thời sự. Và đặc biệt hôm nay thì Phong làm chương trình Hưu Tinh Nhật Ký này là từ Washington DC. Sau khi mà ghé đây và sáng ngày mai thì Phong sẽ bay về thành phố Houston trước khi về lại quận Cam. Do đó trước khi đi vào cái phần Hưu Tinh Nhật Ký ngày hôm nay thì cho phép Phong đưa cái thông báo đặc biệt là sáng ngày mai chuyến bay của Phong rất sớm là 6 giờ 15 phút sáng. Thì khi mà Phong tới thành phố Houston là khoảng chừng 8 giờ rưỡi sáng. Thì sau đó mướn xe và về tới cái kho chỗ ở của mình thì chắc cũng khoảng 10 giờ giờ theo giờ của Houston, tức là khoảng 8 giờ sáng giờ California. Có nghĩa là 10 giờ rưỡi cho tới 11 giờ của giờ Houston thì Phong mới làm cái tin tổng hợp gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Do đó thì mong là quý vị và các bạn thông cảm cho, tại vì sáng ngày mai chuyến bay khá sớm, 6 giờ 15 là giờ của Washington DC là bay rồi và 8 giờ rưỡi thì sẽ tới thành phố Houston. Do đó thì cáo lỗi quý vị nếu như có cái sự trở ngại này. Phong, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào trong cái đề tài mỗi một ngày của chúng ta. Đầu tiên hết, cái đề tài là những thế gài xung quanh cái bản báo cáo của DNI, tức là Department of National Security Intelligence, tức là cái cơ quan quản trị cục tình báo quốc gia. Thì trong đó thì cái người đứng đầu của cơ quan này là ông John Ratcliffe ngày hôm nay đã tuyên bố nếu như mà không đưa cái phần báo cáo về cái sự xen vào cuộc bầu cử của ngoại bang, đặc biệt là cái sự đe dọa từ phía Trung Quốc, thì ông sẽ không ký tên vào cái văn bản này. Và trước đó một ngày thì quý vị đã nghe tối hôm qua Phong có loan báo là cơ quan DNI đã nói rằng là họ không đáp ứng được cái thời hạn chót mà phía White House, tức là phía Tòa Bạch Ốc đưa ra là ngày 18 Tây, tức là tối ngày mai là phải có cái bản báo cáo để gửi cho Tòa Bạch Ốc. Và điều thứ ba là trong mấy ngày nay thì đã có hàng loạt các dân biểu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ gia tăng áp lực với bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện và ông Adam Schiff là chủ tịch của Ủy ban Tình báo của Hạ viện là phải tìm cách điều tra và loại trừ ông Eric Swalwell ra khỏi cái chức vụ thành viên của Ủy ban Tình báo của Hạ viện. Ông này là dân biểu tại California và trong thời gian gần đây qua cái bản báo cáo của tờ báo Axios thì ông ta đã có quan hệ mật thiết với một nữ điệp viên của Trung Quốc có tên là Chris Fang Fang và bà này đã có quan hệ và từng là người vận động tranh cử quỹ tài chính cho ông ta và bà này đã bỏ về Trung Quốc từ năm 2015. Đó là những cái bản báo cáo mà quý vị biết. Và trong mấy ngày nay thì phía Ủy ban Tình báo của Hạ viện đã chịu nhiều cái áp lực là phải loại trừ ông này ra cái Ủy ban Tình báo. Đó là cái phần và tin tức mà chúng ta đã biết. Cộng thêm ngày hôm qua và ngày hôm nay thì ngay cả quý vị biết là ông Robert O'Brien đang viếng thăm ở khu vực Âu Châu và bất ngờ ông phải cắt ngắn cái chuyến bay của ông, rồi cái chuyến viếng thăm của ông ở Âu Châu để bay trở lại Hoa Kỳ sau khi mà có bản báo cáo chính thức là các cơ quan của liên bang gồm có Bộ Tài chính và kể cả Bộ Thương mại đã bị hacker tấn công thông qua một công ty về an ninh mạng của Hoa Kỳ tại Texas là SolarWinds. Và cái bản báo cáo đó quý vị đã biết. Và chiều ngày hôm nay thì chúng ta mà lại được biết là các hacker đã nỗ lực tấn công vào các cái lò phản ứng nguyên tử của Hoa Kỳ và trong đó có bao gồm luôn cả một số những cái cơ sở về năng lượng của Hoa Kỳ. Đó là tất cả những cái bản báo cáo và những cái tin tức mà chúng ta có được. Tổng kết hết tất cả những điều này để cho chúng ta biết điều gì quý vị. Đây là một trong những cái tin tức được đưa ra một cách chính thức. Nhưng đứng ở cái góc cạnh mà nếu quý vị phân tích về cái tình hình của bầu cử thì nó có liên can rất nhiều. Hầu hết đều có liên hệ tới cuộc bầu cử. Không ít thì nhiều. Nó cũng liên hệ tới cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và đặc biệt là ngày 14 Tây thì phía các
tiểu bang đã ký giấy xác nhận về cử tri đoàn và đã niêm phong, và các đại cử tri của các tiểu bang cũng đã niêm phong cái lá phiếu của mình để gửi cho quốc hội, và nó sẽ được mở ra vào ngày 6 tây tháng 1. Thì tất cả những cái thông tin này mọi người đều đã biết, nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải nối kết tất cả các cái dữ kiện này lại để chúng ta tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra ở tại Washington DC và tại sao ông Robert O'Brien cắt ngắn chuyến bay trở về lại Hoa Kỳ, tại sao ông John Ratcliffe lại tuyên bố rằng ông sẽ không ký tên vào bản báo cáo nếu như không đưa cái vấn đề đe dọa của Trung Quốc trong cái bản báo cáo về an ninh, mà bây giờ họ nói rằng cái bản báo cáo này sẽ nộp vào tháng Giêng. Và bên cạnh đó thì tại sao lại có cái tình trạng mà các thành viên của Đảng Cộng Hòa đã gia tăng áp lực rất nhiều với bà Nancy Pelosi và ông Adam Schiff là chủ tịch của Ủy ban Tình báo tại Hạ viện trong vấn đề điều tra ông Alice Rockwell. Ok, và đây là một cái thế gài khá hay. Và sáng ngày hôm nay trên cái bản tin của tờ Newsmax cho biết là cái tài khoản của Tổng thống Trump đã bị hack ở trên Twitter, và cái tên mà hacker đó nó dễ dàng xâm nhập bởi vì cái mật khẩu quá dễ dàng là chữ MAGA 2020. Đó là cái tên mật khẩu của mà nó đã hack được vào trong cái tài khoản của Tổng thống Trump. Tổng hợp tất cả các điều này lại, nó sẽ nói lên điều gì quý vị? Đó là những cái mà quý vị đã đồn đoán trong mấy ngày qua về cái gọi là martial law, tức là thiết quân luật, mà quý vị đã bàn tán rất nhiều và đã có những lời kêu gọi từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay. Ngoại trừ ba vị tướng đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump là ban hành thiết quân luật, thì ngày hôm qua thì một thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia cũng đã kêu gọi Tổng thống là ban hành thiết quân luật. Rồi sáng ngày hôm nay thì lại một dân biểu của tiểu bang Nevada cũng đã kêu gọi Tổng thống Trump là ban hành thiết quân luật. Những điều này là một cái sợi dây sự kiện nó kéo dài, và nếu chúng ta nối kết lại thì chúng ta sẽ thấy được một cái solution, tức là chúng ta cũng thấy được cái giải pháp và chúng ta thấy được cái hướng đi của đôi bên gài nhau như thế nào. Bà Nancy Pelosi và Adam Schiff và một số thành viên của Đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục binh vực cho cái mối quan hệ rất là bất minh giữa ông Eric Swalwell và nữ điệp viên của Trung Quốc là Chris Fan. Tại sao bà Pelosi là một người chống Trung Quốc mà bây giờ lại lên tiếng cho ông Swalwell, trong khi cái mối liên hệ của ông ta vui và cho thấy rõ ràng là ông ta đã có tiếp tay cho bà Christine Phan Phan trong cái vấn đề móc nối các mối quan hệ với chính trị gia tại Hoa Kỳ, và móc nối và có thể có một số thông tin đã bị tiết lộ cho bà này mà không ai biết được. Bây giờ người ta kêu gọi điều tra về ông này và loại trừ cái vai trò của ông này trong cái thành viên ủy ban đặc trách về tình báo của Hạ viện, một cái vị trí khá nguy hiểm khi mà ông ta lại có associate, tức là có quan hệ với một gián điệp của Trung Quốc từ năm, bà này đã bỏ về Trung Quốc từ năm 2015. Lý do tại sao bà Pelosi và Adam Schiff và nhiều thành viên Đảng Dân Chủ lại cố gắng bảo vệ cho ông Swalwell, một nhân vật được xem là khá mờ nhạt, mặc dù ông ta là dân biểu đại diện cho một cái đơn vị ở California. Đơn giản thôi quý vị, tại vì Đảng Dân Chủ họ đang lo ngại vấn đề mà Tổng thống Trump có thể sẽ ban hành thiết quân luật. Chính vì điều này mà họ tìm đủ mọi cách họ cản trở. Thứ nhất là họ cản trở cái cuộc điều tra ông Swalwell. Lý do là nếu mà điều tra ra thì cái tính chất hoạt động gián điệp của Trung Quốc đã xâm nhập vào tới Quốc hội Hoa Kỳ. Nó là một cái an ninh quốc gia. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tại sao cục tình báo không thể nộp được cái bản báo cáo trước ngày 18 tây? Trong cái xác lệnh của Tổng thống Trump và trong cái yêu cầu của Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc là trước ngày 18 tây. Đơn giản thôi, là bởi vì ngay trong cục tình báo có nhiều người không muốn là cái tờ giấy này nó tới trước bàn của Tổng thống Trump trước ngày 6 tây tháng Giêng. Tại vì họ không muốn ông Trump ban hành thiết quân luật. Lý do tại sao mà nó lại liên hệ tới việc mà ông Trump ban hành thiết quân luật. Và cái thứ ba là trong mấy ngày hôm nay thì quý vị thấy rất nhiều những cái chuyện kịch tính, đặc biệt là chiều ngày hôm nay. Chiều ngày hôm nay trên Twitter và trên Facebook đã có rất nhiều những lời kêu gọi Tổng thống Trump là ân xá cho Julian Assange, là chủ nhân của trang mạng WikiLeaks đã được đưa về Hoa Kỳ.
Những điều này nó nói lên cái gì quý vị? Tức là phía đảng Dân Chủ tìm đủ mọi cách cản trở Tổng thống Trump ban hành thiết quân luật. Và trong khi đó các thành viên của đảng Cộng Hòa họ cũng không dám tự tin lắm trong ngày 6 tháng Giêng sẽ xảy ra chuyện gì. Do đó, cái hay nhất là họ muốn Tổng thống Trump ban hành thiết quân luật sử dụng quyền hiến định của một tổng thống để mà chấn chỉnh lại cái kỷ cương quốc gia và ngăn chặn những tiềm năng đe dọa. Lý do tại sao? Tại vì nếu như cái bản báo cáo của cái cục an ninh, cái cục tình báo quốc gia là DNI mà nộp trước cho Tổng thống Trump vào ngày 18 tây, và đồng thời phía quốc hội và hạ viện loại trừ vai trò của ông Eric Swalwell ra khỏi cái ủy ban tình báo của hạ viện và mở cuộc điều tra về ông này, cộng thêm cái tài khoản của Tổng thống Trump đã bị hack vào sáng ngày hôm nay, thì cho thấy rằng là tình trạng an ninh quốc gia đã tới mức nguy hiểm. Đặc biệt là hacker đã tấn công ngày hôm nay, đã tấn công vào ít nhất là ba cái lò nguyên tử ở ba tiểu bang. Thì những điều này nó cho thấy rằng là an ninh quốc gia đang bị đe dọa. Và khi an ninh quốc gia bị đe dọa thì việc đầu tiên là Tổng thống Trump sẽ phải ban hành một cái National Emergency, tức là một cái lệnh khẩn cấp quốc gia trước tình hình bị đe dọa này. Sau khi ban hành cái này xong thì Tổng thống Trump mới có đầy đủ lý do dựa trên bản báo cáo của DNI và cuộc điều tra của Eric Swalwell và những cái bất cập ở trong cái cuộc bầu cử vừa qua, thì Tổng thống Trump có quyền sử dụng cái việc mà ban hành cái thiết quân luật một cách chính đáng mà không bị đặt câu hỏi. Đây là cái mà nhiều người dự đoán rằng Tổng thống Trump sẽ đi cái nước cờ này để mà đối phó lại với tình trạng mà bất bình thường của cuộc bầu cử đang được phía đảng Dân Chủ, đặc biệt là phía của Obama và Hillary Clinton đang thúc đẩy rất mạnh mẽ, bởi vì họ thấy cái cơ hội thắng của Joe Biden có vẻ lớn hơn như họ tưởng tượng, cho nên họ muốn đẩy luôn cho Joe Biden trở thành tổng thống. Bất chấp tất cả những cái cuộc cái cuộc điều tra và bất chấp tất cả những cái bất minh ở trong cuộc bầu cử, thì quý vị thấy rõ ràng đây là một cái game dài. Thứ nhất là tại sao tôi gọi game dài? Thứ nhất là phía đảng Dân Chủ muốn gài để Tổng thống Trump không thể ban hành cái National Emergency. Do đó, họ tìm đủ mọi cách để cản trở DNI nộp bản báo cáo vào ngày mai. Mà bây giờ chính DNI phải nói rằng họ sẽ nộp bản báo cáo vào tháng Giêng, tức là trễ một tháng. Thứ hai là bà Nancy Pelosi cũng như ông Adam Schiff đã đứng ra binh vực cho Eric Swalwell và không muốn mở một cuộc điều tra nào nhắm vào cá nhân ông này trong mối quan hệ của ông này với nữ gián điệp của Trung Quốc là Christine Phan Phan. Đó là điều thứ hai, quý vị nhìn thấy rõ. Đây là phía đảng Dân Chủ họ gai để Tổng thống Trump không thể ban hành cái National Emergency. Do đó, và họ muốn kéo dài thời gian, bởi vì họ biết cái thời gian của Tổng thống Trump không còn nhiều. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 10, hôm nay là ngày 17 tây tháng 12 rồi. Thì bây giờ tới ngày 6 tây không còn bao nhiêu ngày. Và tới ngày 20 tây tháng Giêng cũng còn trên một tháng thôi, tức là một tháng hai ngày thôi. Tức là họ muốn kéo dài thời gian để Tổng thống Trump không có thể xoay sở kịp trong việc mà sử dụng những cái phương cách mà ông có thể sử dụng được để chống đỡ lại cái cuộc bầu cử đầy bất bình thường này. Do đó họ tìm cách gài bằng cách này. Nhưng mà ngược lại, Tổng thống Trump cũng không vừa quý vị. Cái tài khoản của ông Twitter sáng ngày hôm nay đã bị hack. Và cái kẻ hack vào thành công thì lại cho biết rằng cái password, tức là cái mật khẩu nó quá đơn giản. Nó là chữ MAGA 2020. Quý vị, thứ nhất là quý vị, nếu quý vị có xài Twitter hay quý vị có xài Facebook hay quý vị có vào Google, quý vị đều biết rằng khi mà quý vị bấm cái mật khẩu vào nó vẫn chưa xong. Nó vẫn chưa cho quý vị vào tài khoản quý vị. Nó còn thông qua một cái rào cản an ninh nữa, tức là nó sẽ gửi email cho quý vị một cái mã, cái code, nó gọi là cái passcode. Thì cái mã số này, một là nó email cho quý vị, và hai là nó test vào trong cái phone của quý vị. Thì lúc đó quý vị bấm cái mã code này thì quý vị mới vào được tài khoản của mình. Đúng chưa? Đây là cái phương pháp gọi là một cái rào cản an ninh mới mà các cái công ty này họ đặt ra để mà bảo đảm rằng là không có bị đánh cướp đi cái tài khoản của mình. Vậy thì tại sao tên hacker này nó quá dễ dàng trong cái vấn đề xin lỗi quý vị, nó quá dễ dàng trong cái vấn đề gọi là cái vấn đề gọi là nó hack vào.
Và với cái mật khẩu rất đơn giản là tên mật khẩu là MAGA 2020. Đơn giản thôi quý vị. Ông Trump đã gài cái game này. Ông cố tình không tạo cái rào cản mật khẩu. Và ông cố tình đưa một cái mật khẩu ra một cách dễ dàng để cho các hacker có thể thác vào trong tài khoản của ông. Và điều này chứng minh rằng chính tôi là Tổng thống Mỹ mà rào cản về an ninh còn không bảo đảm được an ninh của cái tài khoản của tôi nữa, thì huống hồ chi là an ninh quốc gia. Rồi cộng thêm ngày hôm nay là cái cục an ninh, cục tình báo của Hoa Kỳ, tức là cục an ninh nội địa và cục tình báo Hoa Kỳ, tức là DNI, cũng báo cáo rằng có ít nhất là ba cái xin lỗi quý vị cho con lấy cái này ra, nó bị cái tình trạng nó, cái phone nó bị hư rồi. Ok. Rồi quý vị, tiếp tục, cho phép phòng được ngưng cái bên cái này chút xíu. Thì quý vị, rõ ràng là ông Trump đang gài game. Khi đảng Dân Chủ tìm cách kéo dài thời gian, thì Tổng thống Donald Trump cũng đang tìm cách gài game để cho ông có đầy đủ chứng cớ và đầy đủ cái lý do ban hành cái National Emergency. Đôi bên đều có cái game gài với nhau cả. Đảng Dân Chủ thì muốn kéo dài thời gian. Ngược lại, Tổng thống Trump lại thúc đẩy khá nhiều để cho thấy rằng là ông vẫn còn giờ từ đây tới ngày 6 tới tháng Giêng. Có thể có những chuyện nó sẽ xảy ra vào chiều tối ngày thứ bảy, tôi chưa biết được, nhưng mà đại khái một số vấn đề sẽ bất ngờ từ phía Tổng thống Trump. Ông sẽ đưa ra một số những cái nhận định, hoặc là ông sẽ đưa ra một số những cái sắc lệnh, hoặc là ông đưa ra một số những vấn đề gì đó mà người ta không ngờ tới được. Đây là một trong những cái mà tại sao mà tôi nói quý vị là cái vụ mà báo cáo về cái tình báo quốc gia nó trở thành một cái game gài giữa phía đảng Dân Chủ và giữa cái những người ủng hộ cho Tổng thống Trump ở trong đảng Cộng Hòa và kể cả Tổng thống Trump. Quý vị đừng quên cả hai đường. Thứ nhất là về mặt mà gọi là nuốt thời gian này, tại vì không ai biết chuyện gì xảy ra trong ngày 6 tây tháng 1. Trong khi đó thì ông dân biểu Mo Brooks của Alabama cũng đã lên tiếng và khẳng định là ông sẽ thách thức tất cả các cái phiếu cử tri đoàn trong ngày 6 tây tháng 1. Và đồng thời là một thượng nghị sĩ là ông Tuvalu cũng đã lên tiếng, và ông người này là vừa là thượng nghị sĩ tái đắc cử. Và ông cho biết rằng là vấn đề đặt ra là 24 tiểu bang đã thông qua những cái dự luật liên quan tới bầu cử mà ban hành những cái dự luật này mà không thông qua quốc hội của tiểu bang theo luật định, rõ ràng là những hành động vi hiến rất rõ ràng. Thì tại sao nó lại xảy ra như vậy? Và ông nói rằng phải chờ tới ngày 6 tây tháng 1 thì mới biết được. Có nghĩa là hai cách đều được đưa ra. Cách thứ nhất vẫn tiếp tục theo cái lộ trình của cái hiến pháp quy định là cử tri đoàn và đại cử tri đã nộp cái phiếu của họ lên và cái quyết định của họ về khối phiếu lên. Thì đến ngày 6 tây tháng 1, cuộc tranh luận sẽ nổ ra. Và cuộc tranh luận sẽ nổ ra này, nó sẽ ảnh hưởng tới quốc hội và nó có thể ảnh hưởng tới toàn bộ. Vì lý do là cái cuộc tranh cử năm nay nó mang một cái màu sắc đặc biệt. Mặc dù đã có trong quá khứ có những cái chuyện xảy ra tương tự nhưng mức độ không lớn bằng cuộc bầu cử năm nay. Do đó, những cái diễn biến xảy ra cái ngày 6 tây tháng 11 sẽ là khó ước đoán được. Và những cái hậu quả của ngày hôm đó cũng sẽ khó ước đoán được. Do đó, bây giờ cả hai phía đều tìm cách gọi là chạy đua trong cái khoảng thời gian này. Phía đảng Dân Chủ thì tìm đủ mọi cách cản trở Tổng thống Trump ban hành cái National Emergency để ông không thể sử dụng được cái thiết quân luật. Trong khi đó ngược lại, phía Tổng thống Trump một mặt thì vẫn để cho cái lộ trình của cái cuộc bầu cử diễn ra, cái tiến trình của nó theo cái lộ trình là 6 tây tháng Giêng. Nhưng đồng thời, ông cũng cẩn thận đề phòng khi mà cái cuộc tranh cãi ở trên cái quốc hội nó đi vào bế tắc và một bên đã tỏ ra gọi là bất chấp cả luật lệ, bất chấp cả hiến pháp, thì lúc đó ông bắt buộc phải ra tay. Mà muốn ra tay thì ông phải là tổng tư lệnh quân đội. Ban hành thiết quân luật thì ông sẽ sử dụng cái tư thế của tổng tư lệnh quân đội để mà bắt đầu tổng thống theo hiến pháp đã quy định. Chính vì cái game gà này mà đôi bên đã có nhiều kịch tính trong mấy ngày qua mà quý vị đã nghe tin. Từ cái vụ của ông Eric Swalwell ở tại tiểu bang California với cái cô nữ điệp viên xinh đẹp
Christine Phan Phan. Rồi thứ hai là cái chuyện mà hacker tấn công vào các cơ quan của chính phủ liên bang, và ngày hôm nay tấn công luôn vào các cái lò nguyên tử, lò phản ứng nguyên tử của Hoa Kỳ. Và thứ ba là cái vấn đề mà ông John Ratcliffe đã, tức là ông là giám đốc của cơ quan cục tình báo quốc gia, tức là DNA, đã lên tiếng và ông nói rằng ông sẽ không ký vào văn bản nếu như mà trong văn bản này không nhấn mạnh cái bản báo cáo liên quan tới sự đe dọa trực tiếp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Và trong bản báo cáo thì rõ ràng là nó có cái phần này, nhưng có những người ở trong cục an ninh nội cục tình báo quốc gia không muốn đưa vấn đề này vô trong cái bản báo cáo. Chính vì vậy nó dẫn tới tình trạng cái bản báo cáo bị delay, tức là họ không muốn nhét vào. Lý do tại sao họ không muốn nhét vào là bởi vì họ không muốn ông Trump sử dụng tất cả những cái lý do là đang xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Ông sẽ sử dụng lại cái đạo luật ban hành năm 2018 mà đã từng được ban hành là cấm ngoại quốc xen vào cuộc bầu cử đó. Thì ông sẽ dùng cái đạo luật này để mà bắt đầu thực thi tất cả những điều theo hiến định, tức là theo cái hiến pháp cho phép. Do đó thì Tổng thống Trump cũng không vừa. Thật sự ông đã hội đủ điều kiện để ban hành cái National Emergency. Nhưng vì Tổng thống Trump, ông muốn rằng phía đảng Dân Chủ là phải tâm phục khẩu phục, không có khiếu nại được nữa. Cho nên ông trì hoãn, ông chưa làm là bởi vì ông chờ thêm cái bản báo cáo của DNI. Nhưng bây giờ DNI nói như vậy thì có nghĩa là nó sẽ thúc đẩy Tổng thống Trump có thể đi cái bước sớm hơn. Lý do là bởi vì quý vị thấy trong mấy ngày nay, đặc biệt là trong chiều ngày hôm nay, đã có một cái Twitter của vợ của Julian Assange nói rằng những đứa con đang cần người cha về trong ngày Christmas. Có nghĩa là từ đây tới, hôm nay là ngày 17 tây, lễ Christmas là tuần tới. Tức là trong vài ngày nữa, có thể Tổng thống Trump sẽ ký ân xá cho Julian Assange. Nhưng mà Julian Assange lại có liên quan gì tới cái cục diện gài bẫy này giữa ông Trump và phía đảng Dân Chủ? Rất lớn. Bởi vì Julian Assange là ông chủ của trang mạng WikiLeaks. Mặc dù ông đã bị ở tù ở tại Anh và trong suốt thời gian ông trốn tị nạn ở cái tòa đại sứ Ecuador ở tại Anh, nhưng mà ông vẫn tiếp tục điều khiển cái mạng lưới WikiLeaks này. Tức là dưới tay của Julian Assange có rất nhiều những người tình nguyện giúp cho ông ta, đặc biệt là những người này là những hacker rất nổi tiếng và hacker rất là giỏi. Họ giấu tên, họ không biết, họ có thể lấy được những tài liệu mới nhất và sớm nhất. Và Julian Assange là người nắm trong tay tất cả những cái bản báo cáo này, dù cũ hay mới. Cũ tức là chuyện của Hillary, chuyện của Obama, trong lúc mà Obama còn đang tại chức ngoại trưởng. Và mới tức là những này thì Julian Assange là người có khả năng lấy được những cái tài liệu này. Do đó, việc ân xá cho Julian Assange thì cũng đồng nghĩa với việc là Tổng thống Trump sẽ bạch hóa một cách công khai và hợp pháp tất cả những tài liệu của Julian Assange. Đó là một cái bombshell, tức là một cái chấn động lớn trên toàn thế giới chứ không riêng gì nước Mỹ. Và nếu như mà thật sự tôi nghĩ rằng là Tổng thống Trump đã có tập tài liệu này và đã có những cái báo cáo này từ Julian Assange, tuy nhiên không thể nói được. Lý do, nếu mà tung ra một cách chính thức từ phía tòa Bạch Ốc mà nó không có một cái chính thức nào mà nó từ một người còn đang bị kết án, thì coi như cái tập tài liệu đó vô giá trị. Coi như cái tập tài liệu đó vô giá trị. Trừ phi Tổng thống ân xá cho Julian Assange, thì lúc đó tập tài liệu đó sẽ có giá trị. Và khi nó có giá trị, thì lúc đó Tổng thống Trump có thể đo lường được cái mức phản ứng của công chúng và kể cả phía đảng Dân Chủ, trước khi mà ông đi tới cái bước kế tiếp là cái martial law và cái national emergency. Tức là cái national emergency trước, cái martial law sau. Tức là cái lệnh khẩn cấp quốc gia trước, và sau đó sẽ tới thuế quân lực. Bởi vì trong bản báo cáo và trong cái tập tài liệu mà Julian Assange có được, tôi nghĩ rằng có rất nhiều những cái bí mật mà phía đảng Dân Chủ chưa expect được. Có thể nó liên quan tới của chính bản thân của ông Joe Biden. Có thể nó liên quan trực tiếp tới Hunter Biden. Bây giờ chúng ta chỉ biết được cái laptop của Hunter Biden với những cái tin tức được tiết lộ từ cái laptop này mà ông Giuliani có được. Nhưng quý vị đừng quên là Giuliani tiết lộ cái phần này, nhưng mà Julian Assange thì ông ta có thể có nhiều hơn là ông Giuliani.
Và những cái này sẽ là một cái bombshell lớn và nó có thể gây chấn động lớn. Chính vì vậy mà quý vị thấy mấy ngày hôm nay đã có rất nhiều người đã lên tiếng thúc đẩy Tổng thống Trump là ân xá cho Julian Assange. Và ngay cả một trong những nhân vật được xem là bảo thủ của đảng Dân Chủ ở bên Hawaii là bà Tulsi Gabbard, bà cũng đã chính thức lên Twitter và lên Facebook kêu gọi Tổng thống Trump ân xá cho Julian Assange và Edward Snowden. Edward Snowden, quý vị biết, ảnh đang ở bên Nga và ảnh dường như có những cái thông tin nói rằng là ảnh đang lên một cái chuyến bay đặc biệt trở về Hoa Kỳ. Tin này tôi chưa dám xác nhận. Nhưng mà chính Edward Snowden cũng đã lên tiếng trong cái tweet là kêu gọi Tổng thống Trump ân xá cho Julian Assange. Có nghĩa là Julian Assange nắm rất nhiều những cái tài liệu giúp cho Tổng thống Trump sử dụng cái quyền hiến định của mình để tái lập cái kỷ cương quốc gia và tìm bắt những con sâu bọ, những kẻ đang tàn phá nước Mỹ này. Theo các bạn gọi là cái gì? Cái đầm lầy của Washington DC. Do đó, cái kỳ chuyện mà nó gài bẫy kịch tính, đầy kịch tính này là bây giờ Tổng thống Trump đã có trong tay rất nhiều những cái hướng đi. Từ cái hướng ông chờ đợi cho cái đại cử tri bỏ phiếu trên quốc hội. Đây cũng là một cái game dài. Một cái game dài của những kẻ thỏa hiệp tại Washington DC đóng vai là người ủng hộ cho Tổng thống Trump. Tức là họ cũng không muốn Tổng thống Trump sử dụng cái martial law để mà có thể trấn áp tất cả những cái điều bất bình thường trong cuộc bầu cử. Nhưng mà nếu cản trở ông Trump thì họ biết tánh khí của ông Trump. Càng cản trở ông, ổng càng làm tới. Cho nên cách hay nhất là đứng bên cạnh của ổng, nhẹ nhàng khuyên ổng từ từ anh sẽ thắng. 6 tây tháng giêng toàn bộ phiếu cho anh rồi. Anh còn sợ thua gì nữa. Nhưng mà tới ngày đó mở luôn cái kết quả ra mà vẫn là đại cử tri chọn Joe Biden thì như thế nào? Lúc đó Tổng thống Trump cũng không còn đủ thời gian để mà quật ngược tất cả các thế cờ. Do đó, cái việc mà đại cử tri bỏ phiếu vào ngày 6 tháng Giêng chúng ta chưa biết. Tôi nói là chúng ta chưa biết. Có thể là những người thật sự họ ủng hộ cho Tổng thống Trump và họ đã quyết định là bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Từ những tiểu bang Arizona, Pennsylvania chúng ta đã nghe những điều đó. Và tại Michigan chúng ta đã nghe những điều đó. Tuy nhiên, tổng cộng 538 đại cử tri này, thì trong đó số lượng của đảng Cộng Hòa chiếm nhiều hơn. Liệu là cái khối đại cử tri này đều thân qua phía ông Trump hết hay không? Hay họ chỉ gài ở cái mức kịch tính, tức là Tổng thống Trump vẫn thiếu một phần nào đó, không đủ 270 cử tri đoàn. Đại cử tri, xin lỗi, 270 đại cử tri. Rồi cuối cùng ổng sẽ thua một cách cay đắng. Và lúc đó muốn sử dụng thiết quân luật, muốn sử dụng National Emergency, thì ổng sẽ bị tất cả mọi người nhìn bằng cặp mắt khác. Cái Tổng thống Trump muốn là cái National Emergency và cái thiết quân luật sẽ được ban hành trước ngày 6 tháng 1. Còn cái phía đảng Dân Chủ, họ muốn gài Tổng thống Trump sử dụng cái quyền này sau ngày 6 tháng 1. Bởi vì sau ngày 6 tháng 1 thì giờ Tổng thống Trump có dùng thiết quân luật, chưa chắc quân đội đã nghe lời ông. Quân đội đã nghe lời ông bởi vì rất là rõ ràng. Ông đã cố tình ngồi lại ghế Tổng thống một cách bất chấp luật lệ. Trong cái mắt của những người khác họ nhìn là như vậy. Do đó quý vị, cái kịch tính của cái bản báo cáo DNI nó lợi hại như vậy và nó là cái thế game gài giữa đôi bên, giữa Tổng thống Trump và những người ủng hộ cho ông, với những kẻ đang chủ trương lấp liếm tất cả những điều bất bình thường của cuộc bầu cử để bằng mọi giá đưa Joe Biden lên làm Tổng thống của Hoa Kỳ. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay để cho quý vị thấy rõ rằng là cái game gài càng lúc. Các bạn là tôi cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra trong cái kết quả đầy kịch tính này, nhưng mà nó vẫn là một trong những cái đang xảy ra và nó có chiều hướng sẽ tăng lên rất là nhiều. Và chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà ít nhất chúng ta đã nhìn từ cái góc độ này chúng ta thấy. Và chúng ta thấy rõ rằng là phía của Tổng thống Trump đang cố gắng để mà thực hiện cả hai phương hướng. Thứ nhất là cái lộ trình của cái kết quả bầu cử vẫn tiếp tục được đưa lên quốc hội. Và ông để yên cho bên phía đảng Cộng Hòa và phía quốc hội làm việc. Nhưng mặt khác, ông vẫn muốn chủ động. Ông không muốn để dài đến cái mức mà thời gian quá trễ không còn làm gì được nữa. Do đó, ông vẫn phải muốn ban hành cái National Emergency trước ngày
Tôi nghĩ là trước cuối năm nay, tức là trước ngày 1 tây tháng tháng giêng năm 2021 thì nó sẽ hoàn tất, vừa có national emergency vừa có thiết quân luật từ đây tới ngày đó để chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những cái biến động bất ngờ. Do đó, khi mà Tổng thống Trump đã đưa tới cái thế này thì các thành viên Đảng Cộng hòa sẽ không có đường lui. Còn bây giờ miệng họ nói rằng ô chúng tôi bỏ phiếu cho ông rồi, đừng lo, đại cử tri bỏ phiếu cho tổng thống hết rồi, nhưng mà tới ngày đó mở cái bao thư niêm phong ra không phải thì sao quý vị? Lúc đó tổng thống Trump trở tay không kịp, lúc đó ông sẽ trở tay không kịp. Do đó quý vị, lúc nào cũng phải có đường gọi là gì, đường bảo hiểm hết, chúng ta phải mua bảo hiểm hết. Tổng thống Trump cũng đang mua bảo hiểm cho cái cuộc tranh cử của ông, thì phía đảng Dân Chủ cũng đang tìm cách gài độ. Ok, rồi đó là đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai thì nó cũng lại liên quan tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ, nhưng nó không liên quan tới nội tình Hoa Kỳ nhiều mà nó liên quan tới Trung Quốc. Tại sao trong giai đoạn này bàn tay Trung Quốc giấu rất kỹ nhưng vẫn lòi ra việc Bắc Kinh đang tìm cách gây ảnh hưởng trực tiếp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ, nhất là bây giờ Tập Cận Bình đã tác động rất mạnh và làm cho tất cả mọi người trên thế giới, không riêng gì đảng Dân Chủ mà ngay cả Tập Cận Bình cũng đã làm cho tất cả mọi người trên thế giới và ngang nhiên thừa nhận Joe Biden là một tổng thống, trong khi bây giờ người đang ngồi trên ghế tổng thống vẫn là tổng thống Donald Trump. Nhưng mà Tập Cận Bình gần như là sẵn sàng thương thuyết và đang chờ đợi cái sự lên ngôi của Joe Biden và dàn ra một cái trận rất là mạnh, trong đó ngoại trừ cái vấn đề tin tặc tấn công thông qua những nhóm hacker của Nga. Nhưng nói là nhóm hacker của Nga nhưng chưa chắc họ làm việc cho chính phủ Nga. Tại vì nhóm hacker này là nhóm hacker gọi là những cái tay gọi là hacker mà của những cái tổ chức được gọi là lừng danh ở thế giới đó. Họ không làm việc cho chính phủ Nga. Họ có associate, tức là họ có liên hệ với lại cơ quan mật vụ của Nga. Nhưng mà chính ra ai mướn họ trả giá cao thì họ làm. Và chúng ta chưa biết được ai là kẻ mướn những hacker Nga đang tấn công vào tất cả các cái server của Hoa Kỳ. Ok quý vị, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là Tập Cận Bình trong mấy ngày nay đã bắt đầu phân bố tất cả các cái viên chức ngoại giao để chuẩn bị sẵn sàng ngồi trở lại bắt tay Hoa Kỳ sau khi Joe Biden lên làm tổng thống. Đây là một trong những cái sắc lệnh mà Tập Cận Bình đã đưa ra cho phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Và thứ ba là phía Tập Cận Bình đã ra lệnh cho phía của Trung Quốc là giảm bớt các cái hoạt động không cần thiết ở khu vực eo biển Đài Loan và Biển Đông để chờ cái sự trở lại của Joe Biden với tất cả back on track. Và cuối cùng là Tập Cận Bình đã thúc đẩy Âu Châu là sẵn sàng Trung Quốc sẽ đưa ra nỗ lực mạnh mẽ nhất trong cái hiệp định Paris sắp sửa được ký trở lại sau khi Joe Biden làm tổng thống. Bởi vì Joe Biden trước khi lên tuyên bố là trong vòng 30 ngày kể từ sau khi nhậm chức thì Joe Biden sẽ quay lại cái hiệp ước về môi sinh, tức là về toàn chống toàn cầu bị hâm nóng Paris, vốn đã được ký kết năm 2015 dưới triều đại của Obama. Nhưng mà Tổng thống Trump đã đơn phương rút khỏi cái hiệp ước này năm 2017. Và bây giờ thì Joe Biden tuyên bố như vậy, do đó Tập Cận Bình để tác động thêm và cam kết rằng, nhắc lại lời cam kết là Trung Quốc sẽ là cái vùng gọi là không có bị ô nhiễm từ đây cho tới năm 2050, tức là giảm cái chỉ số ô nhiễm xuống càng nhiều càng tốt. Ok quý vị, đó là những cái thông tin mà liên quan tới Tập Cận Bình Trung Quốc trong cái diễn biến bầu cử tại Hoa Kỳ. Vậy thì điều gì làm cho Tập Cận Bình kỳ này đầu tư khá nhiều vào Joe Biden? Đơn giản thôi quý vị, trong những ngày gần đây và đặc biệt là trong ngày hôm nay, ngày hôm qua thì quý vị thấy cái tên của Trung Quốc luôn được nhắc đi nhắc lại trong tất cả các cái báo cáo về an ninh của Hoa Kỳ. Và ông John Ratcliffe cũng đã từng ngày trước tuần trước cũng đã lên tiếng khẳng định Trung Quốc là cái hiểm họa đe dọa nguy hiểm nhất và trực tiếp nhất đối với Hoa Kỳ. Có nghĩa là Tổng thống Trump đang có những cái chính sách cứng rắn và Tập Cận Bình e ngại rằng những cái chính sách cứng rắn trước ngày ông Trump, trước cái ngày mà gọi là 20 tây tháng 1 thì đúng hơn, tức là trước cái ngày mà không biết ai sẽ là nhân vật tổng thống lần thứ hai kế tiếp của Hoa Kỳ đó, thì ông Trump có thể đưa đi những cái nước cờ táo bạo. Do đó Tập Cận Bình cần phải tung hỏa mù.
Những nước cờ táo bạo của ông Trump mà tôi đã từng dự đoán trước đây với các bạn. Thứ nhất là việc bất ngờ viếng thăm đảo quốc Đài Loan và mang món quà tới cho Đài Loan là xóa bỏ chính sách One China Principle. Ông Trump mà làm điều này rồi thì Joe Biden hết đường lui. Thứ hai là quý vị thấy Tổng thống Trump ngày hôm qua và bên Bộ Tài chính đã xếp Trung Quốc vào trong danh sách những quốc gia thao túng tiền tệ. Thì điều này có thể mở đường cho việc Hoa Kỳ sẽ ban hành lệnh cấm vận trừng phạt đối với phía Trung Quốc, đặc biệt là kỹ nghệ tài chính của Trung Quốc. Có nghĩa là không cho phép các ngân hàng của Trung Quốc có thể sử dụng đồng Mỹ Kim. Đó là những bước táo bạo mà Tổng thống Trump có thể đi sau khi mà nhận được báo cáo rằng là có cái tính chất đe dọa từ Trung Quốc trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Và bước thứ ba là gia tăng cái mạng lưới quốc phòng của Hoa Kỳ ở trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Trong đó là có thể Tổng thống Trump sẽ đi một bước táo bạo hơn là ra lệnh là cho bên phía hải quân là buộc Trung Quốc phải tháo gỡ những cái vị trí xây dựng bất hợp pháp trên Biển Đông. Hay là phía Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Nhật, tức là buộc phía Nhật là để cho lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ tuần tra trên khu vực, tức là đảo Điếu Ngư, hay là chính Đài Loan, để coi như là thách thức một cách trực tiếp tới Trung Quốc, tức là những cái biện pháp cứng rắn ông Trump có thể trong thời gian từ đây cho gì, chứ tôi không nói tới ngày 20 tháng Giêng nữa quý vị. Ông Trump sẽ đưa ra tất cả những biện pháp này. Do đó Tập Cận Bình rất lo sợ, bởi vì dù rằng là bây giờ cứ theo cái suy nghĩ của Tập Cận Bình đi, cho rằng là ông Joe Biden sẽ thắng được và là tổng thống sau ngày 20 tháng Giêng. Nhưng mà tất cả những cái đạo luật và những cái sắc lệnh này nó sẽ được ban hành trước ngày đó. Có nghĩa là Joe Biden lên muốn tháo gỡ ra cũng tháo gỡ chưa chắc được. Lúc đó Tập Cận Bình sẽ bị giới hạn rất nhiều. Có nghĩa là nếu như Joe Biden lên, thì bây giờ ông ta tháo gỡ cái gì cho Trung Quốc trước đây? Bây giờ đụng bất cứ một cái gì cũng phản ứng của người dân và ngay trong quốc hội, họ cũng không đồng ý. Chưa chắc Joe Biden đã tháo gỡ được, mà cái thời gian để tháo gỡ được một số những cái điều khoản trong đó thì cũng phải mất từ 1 năm tới 3 năm, ít nhất là trong cái nhiệm kỳ của Joe Biden là 4 năm mới tháo gỡ từng phần một. Mà cứ một lần tháo gỡ như vậy là phải đổi lại cho phía Hoa Kỳ một cái điều khác thì Joe Biden mới tháo gỡ. Joe Biden không phải thằng ngu, lên là tự động tháo gỡ một cách miễn phí cho Trung Quốc. Do đó mỗi lần tháo gỡ thì Trung Quốc lại phải mất đi một cái gì đó để Joe Biden tháo gỡ một điều khác. Do đó Tập Cận Bình rất e ngại cái điều mà những gì mà ông Trump đang làm bây giờ. Do đó bây giờ là gần như là trong một suốt một tuần lễ này, những cái chỉ thị liên tục của Tập Cận Bình xuống cho các cấp lãnh đạo của các ban ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, là bắt đầu thúc đẩy một cái được xem là phủ lấp toàn bộ Trung Quốc và ảnh hưởng qua những quốc gia khác, là phải làm cho mọi người có cảm giác rằng bây giờ Joe Biden đang là Tổng thống của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc đang thúc đẩy sự hợp tác này nọ chặt chẽ với lại Joe Biden. Đại khái là như vậy. Trong lúc mà phía Hoa Kỳ càng lúc càng trói Joe Biden vào với Trung Quốc, nhất là những người ủng hộ cho Tổng thống Trump, điều này nó sẽ càng làm cho Joe Biden càng trở thành một cái khó chịu. Bởi vì quý vị biết trong mấy ngày nay là cái hồ sơ con trai của ông ta, nhất là trong cái bản báo cáo sáng nay, trong một cái email tiết lộ, ông Hunter Biden đã ép công ty CEFC ở tại Trung Quốc là phải chung ra 10 triệu Mỹ Kim cho cái quỹ gì đó của gia đình Joe Biden. Tất cả những điều này cho thấy rằng là phía Hoa Kỳ đang ráo riết nhắm vào Trung Quốc. Ngược lại, Tập Cận Bình rất lo sợ những cái Tổng thống Trump trong những ngày gần tới ngày 6 tây, tức là Tổng thống Trump sẽ gia tăng tối đa cái áp lực lên phía Trung Quốc, mà sự gia tăng này sẽ gây rất là lớn và nó sẽ là có cái hậu quả kéo dài, kể cả trong cái nhiệm kỳ kế tiếp của Tổng thống, bất kể là ai, dù Tổng thống Trump hay Joe Biden, thì Tập Cận Bình sẽ đối phó với rất nhiều những cái giới hạn, từ những cái sắc lệnh cấm vận mà ông Trump đã ban hành cho tới cái việc mà cấm các ngân hàng của Trung Quốc sử dụng đồng Mỹ Kim, hay là ông Trump lại đi cái bước táo bạo nhất là tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan và hủy bỏ luôn cái chính sách One China Principle để thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập. Tất cả những điều này đều có thể happen
tức là đều có thể xảy ra trước ngày 6 Tây hoặc là trước ngày 20 Tây tháng Giêng. Do đó Tập Cận Bình rất lo sợ điều này. Lý do tại sao Tập Cận Bình lo sợ? Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lực của Tập Cận Bình. Khi mà ông Trump viếng thăm đảo quốc Đài Loan, thì có nghĩa là Tập Cận Bình lại bị áp lực của cái đám chủ nghĩa dân tộc cực đoan, buộc Tập Cận Bình phải mở cuộc tấn công vào đảo quốc Đài Loan bằng vũ lực để đánh chiếm và thống nhất Đài Loan. Đó là điều không thể tránh khỏi nếu chuyện này xảy ra. Còn nếu như chuyện này chưa xảy ra mà ông Trump áp đặt cái việc mà cấm sử dụng đồng Mỹ Kim, thì tất cả những thành viên đảng viên mà có rất nhiều những cái mối lợi liên quan tới ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng, họ sẽ mất sạch tài sản. Tại vì khi mà cấm sử dụng đồng Mỹ Kim thì điều này có nghĩa là các ngân hàng Trung Quốc sẽ không thể giao dịch được. Và những cái giao dịch đó mỗi một ngày, tôi đã nói quý vị, là cả tỷ Mỹ Kim mà. Nó sẽ bị ngưng kết lại hết. Và khi nó ngưng lại thì mua hàng bán hàng đều không được. Mua bán hàng đều không được là bởi vì nó bị tình trạng không sử dụng đồng Mỹ Kim được, mà chuyển qua đồng Euro thì phải mất thời gian. Mà chuyển đổi Mỹ Kim thành Euro cũng không được luôn. Bây giờ đang nắm Mỹ Kim trong tay, tự nhiên là coi như là không sử dụng được. Do đó cái thành phần mà gọi là trục lợi ngành tài chính ở trong bộ chính trị sẽ quay sang quật chết Tập Cận Bình. Tức là họ sẽ quay sang tước luôn cái quyền lực của Tập Cận Bình, bởi vì quyền lợi của họ đã bị đụng chạm quá lớn. Nếu như ông Trump ban hành cái luật mà ký xác lệnh cấm Trung Quốc sử dụng đồng Mỹ Kim, hoặc là phía ông Trump thúc đẩy mạnh mẽ và sẵn sàng dội bom, hay là sẵn sàng mở những cuộc tấn công mà Hoa Kỳ xem là xây dựng bất hợp pháp trên Biển Đông, sau khi Hoa Kỳ đã gửi văn thư cho Liên Hiệp Quốc và không thừa nhận cái đường lưỡi bò là lãnh hải của Trung Quốc. Có nghĩa là khi là không phải lãnh hải của anh mà anh xây dựng bất hợp pháp là tôi có quyền tôi đánh phá. Nếu anh không xóa bỏ những cái này đi thì tôi đánh phá. Lúc đó Tập Cận Bình cũng sẽ bị kẹt là phải có một cuộc chiến với Hoa Kỳ. Một điều mà Tập Cận Bình không hề muốn và chưa hề muốn, bởi vì Trung Quốc biết được họ chưa đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ trong giai đoạn này. Ít nhất trong giai đoạn này về mặt quân sự. Do đó Tập Cận Bình bằng mọi giá là phải đi vận động. Vận động rất nhiều nơi, vận động Âu Châu, vận động Á Châu, và đều nói, đều cho người ta có cái cảm giác, những quốc gia này có cảm giác là Joe Biden đã thắng. Mục đích sau cùng của Tập Cận Bình là để cho những quốc gia này bất hợp tác với chính quyền của Tổng thống Trump trong những ngày tháng mà họ cho là ngày tháng cuối cùng của ông ở tại cái tòa Bạch Ốc. Đây là Tập Cận Bình tung tin và đưa ra những cái cảm giác cho người ta biết rằng Joe Biden sẽ lên ngôi. Và các quốc gia ở nhà mà bị Tập Cận Bình convince, tức là thuyết phục như vậy đó, thì họ cũng nói ok, vậy tôi đang đây deal với Mỹ vì chuyện gì đó, tôi đang deal với ông Trump gì đó, tôi phải ngừng lại. Tôi phải chờ cho sau ngày 20 Tây tháng Giêng rồi tôi mới quyết định tiếp. Có nghĩa là những gì mà họ cam kết với ông Trump có thể sẽ bị ngừng lại. Đặc biệt, tôi nói đặc biệt là cái hồ sơ tại Trung Đông. Nhất là những cái quốc gia đang có những cái cuộc là nói chuyện với Tổng thống Trump để mà có thể ban giao lại với Do Thái và bù lại họ sẽ nhận được một số những cái quyền lợi mà xưa nay họ mong muốn từ Hoa Kỳ nhưng không được. Thì Tập Cận Bình đưa cái chiêu này rất lợi hại là khiến cho họ ngưng lại. Họ nói ủa, ông làm cho cố sát rồi cuối cùng ông không còn ngồi ghế tổng thống nữa thì chúng tôi lỡ làng hết. Joe Biden lên chúng tôi lỡ làng hết. Họ sẽ ngưng lại, họ chờ tới ngày 20 tháng Giêng. Tức là Tập Cận Bình cố tình phá đám ông Trump trong cái game này. Để mà có gì giảm bớt những cái áp lực từ phía ông Trump. Và buộc ông Trump phải tính con đường khác thay vì gia tăng cái áp lực với Trung Quốc. Đây là cái chiêu trò của Tập Cận Bình đang sử dụng để mà đối phó lại với những chính sách cứng rắn càng lúc càng dồn dập của ông Trump. Quý vị thấy không? Mới ngày hôm qua hôm kia thì là đã có tên của một số viên chức của Cộng sản Trung Quốc bị đưa tên trong danh sách gọi là cấm vận. Rồi các công ty của Trung Quốc, kể cả các công ty dầu khí cũng đã bị cấm vận rồi. Rồi ngày hôm nay thì cái tên của Trung Quốc lại được nhắc tới trong cái vấn đề là nằm trong danh sách của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Hoa Kỳ là một trong những quốc gia thao túng tiền tệ nhất thế giới. Có nghĩa là chính sách này nó sẽ áp đặt rất là mạnh. Và ngày hôm qua hôm kia thì trên Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đã thông qua cái dự luật, cũng đã đưa ra cái dự luật thì đúng hơn, đưa ra cái dự luật là sẽ trừng phạt đối với những cái trò gọi là mổ lấy nội tạng và thay đổi
Có nghĩa là những kẻ nào dính dáng tới việc mà ép những tù tù lấy nội tạng đó thì tôi không nói rồi, chắc chắn là bị trừng phạt rồi. Nhưng những kẻ tiếp tay, tức là những bác sĩ trong bệnh viện mà sử dụng những cái nội tạng đó để thay cho người khác thì cũng sẽ bị trừng phạt luôn. Thì quý vị thấy những cái chính sách cứng rắn này rõ ràng nó đang làm cho phía của Tập Cận Bình lo ngại. Mà nó không dừng lại. Bởi vì tôi nói càng gần tới cái ngày 6 Tây Tháng Giêng và càng gần tới ngày 20 Tây Tháng Giêng, như hôm trước tôi có nói quý vị, là càng lúc sẽ càng có nhiều chính sách cứng rắn hơn từ phía ông Trump, bởi vì nó có lợi cho cái tư thế của ông ở tại Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả cuộc bầu cử, bao gồm luôn chính sách đối ngoại và kể cả chính sách đối nội. Khi mà ông tỏ thái độ cứng rắn 100% với Trung Quốc. Đây là một trong những cái gọi là tôi gọi là cái đòn đỡ của Tập Cận Bình, nhưng mà chưa biết được đòn đỡ này là nó lợi hại như thế nào và nó sẽ ra sao thì chúng ta chưa biết, nhưng mà rõ ràng nó đã có một cái lực cản khi mà các quốc gia đang chuẩn bị thương thuyết với ông Trump trong một số vấn đề từng quốc gia đối với Hoa Kỳ có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lời chi phối và những cái thông tin mà Tập Cận Bình tung ra là Joe Biden đã là tổng thống, để cho những quốc gia đó họ sẽ, tức là họ sẽ ngưng lại tạm thời các cái cuộc thương thảo này chờ tới ngày 20 Tây tháng Giêng, coi như là trắng đen rõ ràng rồi, lúc đó mới tiếp tục hay không. Đây là một trong những cách mà Tập Cận Bình tìm cách cản trở và giải tỏa cái áp lực từ phía ông Trump. Đương nhiên, cái việc này nó cũng không tránh khỏi cái việc mà sử dụng hacker và tiếp tục sử dụng những chính trị gia có cảm tình với Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách đánh phá ông Trump ngay trong nội địa. Thì chuyện này các bạn đã thấy rồi, mình không có cần nhắc lại những cái chuyện đánh phá của đám dân chủ mà có bàn tay lọ lem của Trung Quốc ở phía sau thì chúng ta đã biết rồi, không cần thiết phải nhắc lại nhiều. Tuy nhiên thì trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh tới một điều là những gì đang xảy ra trên chính trường Hoa Kỳ, Tập Cận Bình đang muốn ảnh hưởng trực tiếp. Họ đang muốn ảnh hưởng trực tiếp để khẳng định rằng Joe Biden là kẻ thắng cử và tìm đủ mọi cách để mà Joe Biden thắng cử. Tuy nhiên họ không thể thao túng toàn bộ đất nước Hoa Kỳ được, bởi vì tôi đã nói quý vị là nó còn nhiều thành phần trong Quốc hội và cái lực cản đó rất lớn đối với Tập Cận Bình. Do đó bây giờ Tập Cận Bình phải chơi cái chiêu gọi là tác động từ bên ngoài, tức là sử dụng những cái quốc gia con, những quốc gia nhỏ xung quanh đó với những cái là những cái thông tin nhiễu sóng của Trung Quốc tung ra để tạo một cái áp lực vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái gây khó khăn cho Tổng thống Trump khá nhiều trong cái vai trò của ông trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nếu Tổng thống Trump mà tiếp tục giữ thái độ cứng rắn này, thì sẽ đưa Tập Cận Bình vào con đường gần như đối đầu hoàn toàn. Tức là nếu như Tổng thống Trump không có một chút xi nhê gì, tức là không có bị ảnh hưởng gì bởi những cái trò này của Tập Cận Bình, và ông tiếp tục thúc đẩy tất cả những chính sách cứng rắn từ đây tới ngày 6 Tây Tháng Giêng, thì tôi nghĩ chắc chắn rằng Đảng Dân Chủ sẽ phản ứng một phần. Đảng Dân Chủ sẽ phản ứng một phần. Mặc dù xưa nay họ không phản đối cái chính sách của ông Trump đối với Trung Quốc, nhưng cái cách đẩy của ông Trump có thể sẽ khiến cho Đảng Dân Chủ phản ứng một phần. Và từ những cái phản ứng đó, ông Trump đo lường được khá nhiều việc. Và ông nghĩ ông Trump cái con đường đúng nhất của Tổng thống Trump đang đi là tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc trong lúc đang giành sân với Joe Biden ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái thế kịch, thế cuộc và tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn hấp dẫn lắm trong vài ngày tới. Có nghĩa là từ đây cho tới cuối năm, quý vị cũng giống như tôi, sẽ ép tim nhiều lần. Không biết chuyện gì xảy ra, mỗi một ngày tin tức đều thay đổi, mỗi một ngày sự kiện đều đột biến cả. Và chúng ta không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Và đó cũng là một trong những cái tôi gọi là một trong những cái điểm khá lý thú ở trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là liên quan tới cái cuộc vận động vừa qua và liên quan tới những cái cuộc bầu cử vừa qua, thì cái biến động đó cộng thêm cái chính sách đối ngoại của ông Trump và những diễn biến liên quan tới Iran, nó đang tác động trực tiếp tới cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Và công chuyện này sẽ còn kéo dài, tôi chưa biết sẽ bao lâu, nhưng mà chắc chắn rằng sẽ rất hấp dẫn. Ok các bạn, tạm thời như vậy đi. Ngày hôm nay mình nói chuyện tại vì hai chương trình thì tôi cố gắng rút ngắn tại vì đang ở tại Washington DC, cho nên là hai cái đề tài thì tương đối gom lại cho quý vị ở mức này. Và tôi sẽ gặp lại quý vị trong vào lúc 9:30 giờ của Washington DC, tức là 6:30 giờ của California,
trong phần tin cập nhật buổi tối. Ở đề tài này, quý vị có thể đem tất cả những cái mà quý vị muốn thảo luận lên trong cái chương trình tin cập nhật buổi tối, hoặc là quý vị có thể chờ đợi các cái tin cập nhật mới nhất của tôi để quý vị có thể tham gia và chúng ta có cuộc thảo luận mới. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả khán giả ở khắp nơi, và Phong sẽ gặp lại tất cả mọi người trong vòng một tiếng hơn nữa, và đúng 9:30 giờ Washington DC.